Chào ngày mới quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong bản tin chuyển động ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau hôm nay thứ Sáu ngày 21 tháng 10. Hôm qua, hòa chung không khí phấn khởi, hân hoan và tự hào của phụ nữ cả nước, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thới Bình phối hợp với Ban về sự tiến bộ phụ nữ và Liên đoàn Lao động huyện tổ chức hội thi cán bộ nữ đoàn kết sáng tạo phát triển và họp mặt kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 12 năm ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Hội thi cán bộ nữ đoàn kết sáng tạo phát triển diễn ra trong không khí sôi nổi và đầy ắp tiếng cười, qua đó xây dựng hình ảnh người phụ nữ thời đại mới luôn sống vui, sống khỏe để thực hiện tốt trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện trao tặng học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn, phối hợp với ngân hàng chính sách huyện thực hiện chương trình cặp lá yêu thương cho một học sinh mồ côi ở xã Tân Phú, mỗi tháng 500.000 đồng đến khi học hết lớp 12, xét tặng tượng trưng căn nhà mái ấm tình thương cho một hộ dân ở xã Trí Lực trị giá 50 triệu đồng, tặng kỷ niệm chương cho 10 đồng chí có thành tích đóng góp vì sự phát triển bình đẳng của phụ nữ Việt Nam, tặng quà cho các cô nguyên lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ qua các thời kỳ. Trong dư âm của ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, mời quý vị cùng chúng tôi gặp gỡ những người phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà. Không chỉ tham gia các hoạt động hội, thời gian qua, chị em phụ nữ Quyền Ngọc Hiển còn thực hiện các mô hình kinh tế có hiệu quả, từ đó vươn lên làm giàu chính đáng. Với nguồn tôm nguyên liệu có sẵn tại địa phương, chị Nguyễn Thị Ngọc Đào ở ấp Kinh Ráng, xã Dương An Đông đã phát triển nghề làm tôm khô nhằm phát triển kinh tế gia đình. Tranh thủ những con nước sổ, chị thu mua tôm tươi của các hộ xung quanh về làm khô để tăng thu nhập. Hiện chị Đào đã làm ra 3 sản phẩm từ con tôm như tôm khô tách vỏ, tôm khô nguyên vỏ, tôm thẻ xẻ lụi. Các công đoạn sản xuất được chị Đào đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nên các sản phẩm của chị bán rất chạy. Trung bình mỗi tháng cung cấp ra thị trường trên 300 kg tôm khô với giá dao động từ 500.000 đến 1 triệu 200.000 đồng một ký, mang lại nguồn thu ổn định cho gia đình. Tôm đất bự, tôm bạc cũng phải bạc bự, mà phải là tươi sống hả luộc nha. Còn qua đá người ta cũng không chuộng nữa đó. Thiên nhiên mà phải còn sống, luộc nó mới ngon. Cũng giống như chị Đào, bà Trần Thị Hồng ở khóm 3 thị trấn Rạch Gốc là một trong những hội viên phụ nữ tiêu biểu trong làm kinh tế giỏi. Mặc dù tuổi ngoài 50 nhưng bà luôn chăm chỉ tích cực trong sản xuất. Hàng ngày với công việc buôn bán tạp hóa nhỏ tại nhà, bà Hồng còn tranh thủ thời gian chăm sóc đàn dê hơn 10 con để cải thiện thu nhập. Trung bình mỗi năm từ việc xuất bán dê thương phẩm, bà thu nhập trên 60 triệu đồng, đời sống giờ đây cũng thoải mái hơn. Phổ biến cho mấy chị em biết là cái tổ này không phải như những cái tổ khác mà có quy định là vô tổ rồi ai bắt thăm dính mới được hợp đồng vốn đó. Cái tổ này là tự xét thôi, tự trong tổ trưởng rồi xét ra nếu chị em nào mà đợt này mà cần thiết cái số vốn đó để mình làm cái gì để sinh hoạt gia đình mình phù hợp thì mình cho người đó mượn trước. Cũng không nhiều, mỗi chị mượn từ 10 tới 20 triệu về mua bán nhỏ, chăn nuôi, trồng trọt. Thì tạo công việc làm cho chị đem thu nhập kinh tế cho gia đình. Đến thời điểm hiện tại thì cũng đã có nhiều mô hình rất là nổi bật ở trong công tác hội của mình. Thì một số chị em đem lại hiệu quả rất là hay và cũng được nhân rộng trong toàn địa bàn của thị trấn Rạch Gốc. Mạnh dạng sáng tạo và chịu khó, nhiều chị em phụ nữ ở huyện Ngọc Hiển đã vươn lên khá giàu, từng bước khẳng định vai trò, vị trí của phụ nữ trong gia đình và xã hội. Nội dung này cũng thay lời kết cho chuyển động ngày mới sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.